quý vị và các bạn, mùa hè năm nay có nhiều đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt độ trung bình khá cao. Nắng nóng đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống và sản xuất của người lao động trên địa bàn. Nhằm duy trì hoạt động sản xuất, bảo vệ sức khỏe của người lao động, các đơn vị doanh nghiệp đã áp dụng nhiều biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, chống nóng, hạn chế thấp nhất tác động xấu đến sức khỏe của người lao động. Phân xưởng đúc của chi nhánh cơ điện công ty Apatit Việt Nam. Đây là một trong những vị trí việc làm vất vả nhất của chi nhánh. Và trong những ngày hè nắng nóng như thời điểm hiện tại, nhọc nhằn của những người công nhân trực tiếp lao động tại đây càng được nhân lên gấp bội. Thường xuyên phải làm việc trong môi trường bụi, nhiệt độ cao, cộng với tác động tiêu cực từ thời tiết. Những yếu tố này ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất công việc của các công nhân nếu không có biện pháp khắc phục. Nắng nóng như này, nếu mà như bình thường ngoài trời là 40 độ như này là con người đã cảm thấy khó chịu rồi. Nhưng mà ở trong công xưởng bọn em là lúc nào cái thời tiết nó cũng là thậm chí có khi đến 60 độ cơ. Thì là nó ngột ngạt, khó thở, cũng là rất là vất vả. Vừa là bụi và là nóng nữa thì cũng là chi nhánh quan tâm giúp đỡ rất là nhiều. Nên là bổ sung rất là nhiều quạt như này thì cái nóng nó cũng đỡ đi phần nào vậy. Mặc dù không phải làm việc trực tiếp ngoài trời, nhưng với cường độ công việc nặng nhọc, tiếp xúc thường xuyên với máy móc, tiếng ồn bụi bẩn, trong điều kiện thời tiết nắng nóng cũng tác động rất lớn tới sức khỏe của người lao động. Chính vì vậy, không riêng tại xưởng đúc mà tất cả các khu vực sửa chữa khai thác của chi nhánh đều được quan tâm triển khai các biện pháp chống nóng cho người lao động, đặt thêm quạt điện, quạt thông gió, dọn dẹp khu vực nhà xưởng thông thoáng, đảm bảo điều kiện làm việc thuận lợi hơn. Bữa ăn ca thì cũng các lãnh đạo chi nhánh và công ty cũng luôn luôn quan tâm và theo dõi sát từng bữa ăn ca của anh em xem chất lượng bữa ăn ca rồi là cái lượng bữa ăn ca có đủ và có đáp ứng được cái nhu cầu của anh em hay không. Và đặc biệt là những cái ngày nắng nóng như đợt này thì là công đoàn công ty cũng và cùng với cả công đoàn chi nhánh cũng có bổ sung và tặng quà cũng như là sữa để bổ sung thêm vào cái bữa ăn ca của anh em. Chi nhánh đã triển khai rất nhiều các cái điều kiện như là các cái quạt điện, các cái ô che nắng và đặc biệt là buổi trưa sau ăn ca là chi nhánh có tăng cường các cái nước chanh cũng như là chè, đỗ đen để phục vụ đến từng người lao động một để đảm bảo cái sức khỏe cho anh em tham gia trong cái mùa nắng nóng như hiện nay. Trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay ấy thì kể cả chi nhánh là làm rất là rộng trên các địa bàn, kể cả trên khai trường trong các cái nhà máy ấy thì về các cái điều kiện cho người lao động là không có bị ảnh hưởng. Tất cả là đều đáp ứng rất là tốt cho người lao động và người lao động là luôn luôn là tin tưởng sự lãnh đạo của chi nhánh và thực hiện hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ công ty giao. Để đảm bảo lao động an toàn, ổn định sản xuất kinh doanh trong mùa nắng nóng trên các công trường, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cần chủ động khắc phục những hạn chế tồn tại trong công tác quản lý an toàn lao động ở các đơn vị, tăng cường quan tâm chăm sóc bảo vệ sức khỏe lao động. Trọng tâm là nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn lao động ở mỗi cán bộ công nhân để phòng tránh nguy cơ tai nạn cho bản thân và đồng nghiệp. Cùng với đó, các đơn vị cần tăng cường đầu tư trang thiết bị bảo hộ lao động, bảo đảm các điều kiện sản xuất thuận lợi và an toàn nhất cho người lao động trong điều kiện nắng nóng kéo dài.